Tôi tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng vào cái sự thành công của dự án bởi một số các lý do sau. Thứ nhất, The Miyako là cái dự án cuối cùng trong đại đô thị Vinhomes Grand Park. Trước đó, sự ra mắt của The Rainbow, The Origami, The Beverly hay The Matan đều đã liên tiếp thiết lập những cái kỷ lục bán hàng trên thị trường. Thứ hai, yếu tố thứ hai tạo nên cái sự thành công của Miyako, chúng tôi tự tin, đó là dự án sở hữu một cái vị trí đắc địa mà với 4 cái điểm nổi bật mà tôi vừa mới chia sẻ với quý vị. Tiếp theo, cái thứ ba là The Miyako sở hữu một cái thiết kế thực sự là nổi trội về kiến trúc tòa nhà, về sảnh căn hộ, về tiện ích nội khu, đều thực sự là rất là tuyệt vời và cảm xúc. Và cuối cùng một điều mà tôi muốn đề cập đến ở đây, đó là The Miyako nằm ngay kế cận cái dự án cao cấp như là The Beverly, The Manhattan mà chúng tôi nói vui rằng là nằm ngay trong cái khu, nằm ngay giữa khu nhà giàu, thì chắc chắn rằng là The Miyako sẽ được hưởng lợi từ cái điều này. Đấy thì, và một điều tôi muốn tiết lộ ngày hôm nay đó là cái mức giá dự kiến của The Miyako đó là 60 triệu trên 1 mét vuông tin tưởng. Thì thay mặt Vinhomes, công ty cổ phần Vinhomes, tôi rất là tự hào, vinh dự được đồng hành cùng với quý vị. Cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục viết lên những cái kỷ lục bán hàng cho cái sự hợp tác giữa công ty cổ phần Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi. Xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.